Xin chào tất cả các em. Cô xin tự giới thiệu, cô là Vũ Thị Thanh Huyền, thành viên nhóm nghiệp vụ môn ngữ văn bậc trung học cơ sở của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hưng Yên. Trong bài học hôm nay, cô sẽ cùng các em ôn tập một số những nội dung tiếng Việt của chương trình ngữ văn lớp 9 tập 1, các phương châm hội thoại. Trong bài học này, chúng ta chú ý đến hai nội dung cơ bản. Một, các phương châm hội thoại. Hai, quan hệ giữa phương châm hội thoại với tình huống giao tiếp. Sau đây chúng ta sẽ cùng đi vào phần 1, các phương châm hội thoại. Các em thân mến, giao tiếp là một hoạt động thường nhật trong đời sống, nó có vai trò rất quan trọng. Trong chương trình ngữ văn lớp 8, chúng ta đã được tìm hiểu về một số vấn đề hội thoại, đó là hành động nói, vai trong giao tiếp và lượt lời trong hội thoại. Tuy nhiên, trong giao tiếp có các quy định mà người tham gia giao tiếp cần phải tuân thủ. Nếu không, thì mặc dù người nói có đảm bảo các quy tắc về ngữ pháp, ngữ âm, thì giao tiếp cũng khó có thể thành công. Các quy định trong giao tiếp đó chính là những phương châm hội thoại. Trong chương trình ngữ văn lớp 9, chúng ta đã học về 5 phương châm hội thoại. Trong đó có 4 phương châm hội thoại chi phối nội dung của hội thoại. 1. Phương châm về lượng. 2. Phương châm về chất. 3. Phương châm quan hệ. 4. Phương châm cách thức. Và có một phương châm hội thoại chi phối quan hệ các cá nhân trong giao tiếp, đó là phương châm lịch sự. Sau đây, cô xin mời các em cùng ôn tập lại các phương châm hội thoại. 1. Phương châm về lượng. Khi giao tiếp, chúng ta cần phải nói có nội dung. Nội dung của giao tiếp cần phải đáp ứng yêu cầu không thừa và không thiếu. Để tuân thủ phương châm về lượng, các em cần phải chú ý đến từ khóa, nội dung đáp ứng được yêu cầu của giao tiếp. Ví như trong cuộc hội thoại, trong ví dụ sách giáo khoa ngữ văn lớp 9 tập 1 trang 8, cuộc hội thoại giữa An và Ba. An hỏi, cậu học bơi ở đâu? Ba trả lời, ở dưới nước. Trong câu trả lời của Ba trong tình huống này đã vi phạm phương châm về lượng. Bởi lẽ, điều An muốn biết ở đây là địa điểm bơi ở đâu, ví dụ bơi ở bể bơi thành phố. Nhưng câu trả lời của Ba lại là ở dưới nước. Đó là một điều hiển nhiên, bơi là di chuyển trong nước. Vậy là câu trả lời của Ba trong cuộc hội thoại này đã chưa đáp ứng được yêu cầu giao tiếp. Câu trả lời đầy đủ, đáp ứng được yêu cầu giao tiếp phải là tớ học bơi ở bể bơi thành phố hoặc ở một địa điểm cụ thể nào đó. Ví dụ thứ hai, trong câu chuyện cười, lợn cưới áo mới, trong sách giáo khoa ngữ văn lớp 9 tập 1 trang 9, hai nhân vật, anh lợn cưới và anh áo mới đã thêm vào câu nói của mình những yếu tố không đáp ứng yêu cầu hội thoại. Anh lợn cưới hỏi, bác có thấy con lợn cưới của tôi chạy qua đây không? Yếu tố thừa ở đây là từ cưới. Anh áo mới lại trả lời, từ lúc tôi mặc cái áo mới này, tôi chẳng thấy con lợn nào chạy qua đây cả. Yếu tố thừa trong câu trả lời của anh áo mới là từ lúc tôi mặc qua đây. Trong câu chuyện này, cả hai nhân vật đã vi phạm phương châm về lượng, đã nói nhiều hơn, không đáp ứng được yêu cầu trong giao tiếp. Những cách nói nhiều hơn không đáp ứng được yêu cầu giao tiếp của hai nhân vật đã tạo ra yếu tố gây cười trong câu chuyện. Qua câu chuyện, tác giả dân gian muốn phê phán và chế giễu một thói xấu trong xã hội mà nhiều người hay gặp, đó là thói hay khoe. Qua hai tình huống giao tiếp trên, chúng ta có rút ra được một bài học trong giao tiếp, đó là trong giao tiếp phải nói có nội dung đáp ứng được yêu cầu giao tiếp, không thừa, không thiếu. 2. Phương châm về chất. Khi giao tiếp, chúng ta cần nói đúng sự thật, đừng nói những điều mà mình không tin là đúng, không có bằng chứng xác thực. Để đảm bảo phương châm về chất, chúng ta cần chú ý đến các từ khóa đúng sự thật. Ví dụ, trong hai thành ngữ ăn ốc nói mùa có nghĩa là nói không có căn cứ. Trong thành ngữ hứa hươu hứa vượn, hứa là để được lòng rồi không thực hiện lời hứa của mình. Trong giao tiếp, những cách nói trên là vi phạm phương châm về chất.
trong ví dụ thứ hai. Trong một buổi học trên lớp, có một bạn nghỉ không có giấy phép. Nếu không biết chắc vì sao bạn mình nghỉ học, thì em có trả lời với thầy cô là bạn ấy nghỉ học vì ốm không? Đây là một tình huống chúng ta thường gặp trong các trường học. Trong trường hợp này, các em chú ý không nên trả lời bạn ấy nghỉ học vì ốm. Như vậy đã vi phạm phương châm về chất, bởi vì chưa có cơ sở xác định là đúng. Nếu như bạn nghỉ học vì một lý do khác, vô hình em đã là người nói dối thầy cô, làm mất lòng tin, hoặc bạn nghỉ vì một lý do nào đó không hay sẽ dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng khác. Trong trường hợp này, nếu như cần phải trả lời, thì người nói cần phải thêm vào những từ ngữ nhằm thông tin cho người nghe biết được những thông tin mà mình đưa ra là chưa có bằng chứng xác thực. Ví dụ, thưa thầy, hình như bạn ấy hôm nay bị ốm. Qua hai ví dụ trên, chúng ta đã rút ra được một bài học trong giao tiếp, đó là cần phải nói đúng sự thật, đừng nói điều mình không tin là đúng, không có bằng chứng xác thực. 3. Phương châm quan hệ. Khi giao tiếp, cần phải nói đúng đề tài giao tiếp, tránh nói lạc đề. Để tuân thủ phương châm quan hệ, các em cần chú ý đến từ khóa nói đúng vào đề tài giao tiếp. Ví dụ, trong câu thành ngữ ông nói gà, bà nói vịt, nói một đằng, trả lời một nẻo. Ở hai câu thành ngữ này đều chỉ đến cách nói trong một tình huống hội thoại mà mỗi người nói một đằng, không hiểu nhau. Các tình huống giao tiếp như vậy đã vi phạm phương châm quan hệ. Các em ạ, nếu như trong thực tế cuộc sống mà có những cuộc hội thoại, người nói không hướng vào đề tài giao tiếp, mỗi người nói một đằng thì con người sẽ không thể giao tiếp được với nhau, các hoạt động xã hội sẽ trở nên rối loạn. Bởi thế cho nên, chúng ta cần phải chú ý khi giao tiếp nói đúng vào đề tài giao tiếp, tránh nói lạc đề. 4. Phương châm cách thức. Khi giao tiếp cần nói ngắn gọn, rành mạch, tránh cách nói mơ hồ. Để tuân thủ phương châm cách thức, chúng ta cần chú ý đến từ khóa nói ngắn gọn, rành mạch. Ví dụ như trong câu thành ngữ sau, dây cà ra dây muống, ở đây chỉ cách nói dài dòng, rườm rà. Câu thành ngữ lúng búng như ngậm hột thị, chỉ cách nói ấp úng, không rành mạch rõ ràng. Trong giao tiếp, những cách nói như vậy đã vi phạm phương châm cách thức. Trong đời sống hàng ngày, nếu như chúng ta cứ nói dài dòng, rườm rà, không rõ ràng, thì sẽ hướng người nghe tới những cách hiểu khác nhau. Như vậy sẽ rất dễ dẫn đến hiểu lầm, hiểu sai, gây cản trở trong giao tiếp. Bởi thế cho nên chúng ta cần phải chú ý nói ngắn gọn, rành mạch, tránh cách nói mơ hồ. 5. Phương châm lịch sự. Khi giao tiếp, chúng ta cần nói tế nhị, khiêm tốn, tôn trọng người khác. Để tuân thủ phương châm lịch sự, các em cần chú ý đến các từ khóa nói tế nhị, khiêm tốn và tôn trọng. Ví dụ như trong câu tục ngữ, lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Qua câu tục ngữ này, tác giả dân gian muốn khuyên chúng ta trong giao tiếp cần chọn những lời hay ý đẹp, làm vừa lòng người khác, không nên nói những lời nói thô tục, xúc phạm đến người khác. Cách nói như vậy là tuân thủ phương châm lịch sự. Trong đời sống hàng ngày, nếu như tất cả chúng ta ai cũng tuân thủ phương châm lịch sự một cách phù hợp, thì chắc chắn sẽ tránh khỏi những xích mích, cãi vã. Cuộc sống của chúng ta sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Các em thân mến, chúng ta vừa ôn tập xong 5 phương châm hội thoại. 1. Phương châm về lượng. Khi giao tiếp, cần nói có nội dung đáp ứng được yêu cầu giao tiếp, không thiếu, không thừa. 2. Phương châm về chất. Khi giao tiếp, cần nói đúng sự thật, đừng nói những điều mình không tin là đúng, không có bằng chứng xác thực. 3. Phương châm quan hệ, nói đúng đề tài giao tiếp, tránh nói lạc đề. 4. Phương châm cách thức, nói ngắn gọn, rành mạch, tránh cách nói mơ hồ. 5. Phương châm lịch sự, nói tế nhị, khiêm tốn, tôn trọng người khác.
cô có một câu hỏi đặt ra cho các em. Vậy chúng ta tìm hiểu các phương châm hội thoại để làm gì? Các phương châm hội thoại có một vai trò quan trọng, không chỉ giúp cho chúng ta nắm được các quy định trong giao tiếp, giúp cho giao tiếp đạt được mục đích, đồng thời còn giúp chúng ta phát triển và giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt. Tuy nhiên, việc tuân thủ các phương châm hội thoại có phải là một quy tắc bắt buộc trong giao tiếp hay không? Chúng ta cùng tìm hiểu nội dung ở phần 2. Mối quan hệ giữa phương châm hội thoại với tình huống giao tiếp. Các em ạ, các phương châm hội thoại không phải là một quy tắc bắt buộc trong giao tiếp. Trong giao tiếp, người nói không chỉ nắm được các phương châm hội thoại mà còn cần phải chú ý đến đặc điểm của tình huống giao tiếp. Đó là đối tượng giao tiếp, nói với ai và thời gian, địa điểm giao tiếp, nói khi nào, nói ở đâu và mục đích giao tiếp, nói để làm gì. Các em ạ, trong thực tế cuộc sống có rất nhiều những tình huống giao tiếp mà người nói sai sự thật, nói lảng tránh, nói vòng vo, nói những điều thô tục, khiếm nhã, ảnh hưởng đến người khác. Những trường hợp không tuân thủ phương châm hội thoại đó có thể là do người nói vô ý, vụng về, thiếu văn hóa, giao tiếp. Tình huống không tuân thủ phương châm hội thoại này không phải là chủ ý của người nói. Ví dụ như trong câu chuyện chào hỏi sách giáo khoa ngữ văn lớp 9 tập 1 trang 36. Nhân vật chàng rể ra đường, thấy một người đang đốn cành trên cây cao, liền ra hiệu cho người đó xuống chỉ để chào hỏi, bác làm việc có vất vả lắm không? Thông thường, chào hỏi và quan tâm đến người khác đó là một phép lịch sự. Nhưng ở trong câu chuyện này, nhân vật chàng rể đã gọi một người đang làm việc từ trên cây cao xuống chỉ để thể hiện sự quan tâm, bác làm việc có vất vả lắm không? Thì tình huống này không phải là lịch sự, mà là một việc gây rối, phiền hà cho người khác. Việc không tuân thủ các phương châm hội thoại trong thực tế còn có thể do người nói ưu tiên một phương châm hội thoại khác, hoặc người nói muốn gây chú ý để người nghe hiểu câu nói theo một hàm ý. Trong hai trường hợp không tuân thủ phương châm hội thoại này là chủ ý của người nói, ví dụ như trong tình huống giao tiếp sau đây. Ví dụ 1, trong tình huống giao tiếp, bác sĩ nói với bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo có cần phải tuân thủ các phương châm hội thoại hay không? Ở trong tình huống này, bác sĩ có thể không nói sự thật về tình trạng sức khỏe của bệnh nhân. Chẳng hạn, thay vì nói thật căn bệnh đã đến giai đoạn nguy kịch, không thể chữa được, bác sĩ có thể động viên bệnh nhân nếu cố gắng thì có thể vượt qua cơn nguy hiểm. Trong tình huống giao tiếp này, người nói đã không tuân thủ phương châm về chất vì đã nói những điều mà mình không tin là đúng. Nhưng việc làm đó lại là nhân đạo và cần thiết bởi vì nhờ có sự động viên mà người bệnh có thể lạc quan, có thêm sức mạnh để sống những ngày cuối đời. Như vậy, chúng ta có thể thấy sự nói dối không phải lúc nào cũng đáng chê trách hay lên án, hoặc trong cuộc sống, trong các tình huống giao tiếp, không phải lúc nào chúng ta cũng tuân thủ các phương châm hội thoại. Các em thân mến, các phương châm hội thoại là một nội dung quan trọng trong chương trình ngữ văn lớp 9. Nội dung kiến thức này được thể hiện trong các bài tập, bài kiểm tra và các bài thi qua những dạng câu hỏi ngắn. Để củng cố những nội dung kiến thức vừa ôn tập, cô mời các em cùng làm các bài tập sau đây. Ví dụ 2, câu nói tiền bạc chỉ là tiền bạc thì có phải người nói không tuân thủ phương châm về lượng hay không? Sang chương trình của học kỳ 2 lớp 9, chúng ta sẽ học các bài về hiển ngôn và hàm ý, thì chúng ta sẽ phân tích và tìm hiểu được việc tuân thủ các phương châm hội thoại trong câu nói này. Nếu hiểu theo nghĩa tường minh, có nghĩa là nghĩa được hiểu trên bề mặt của ngôn từ, thì câu nói này không tuân thủ phương châm về lượng bởi vì dường như không cung cấp cho người nghe thêm một thông tin nào. Nhưng nếu xét về hàm ý, câu nói trên đã đảm bảo phương châm về lượng.
câu nói tiền bạc chỉ là tiền bạc có nội dung tiền bạc chỉ là phương tiện để sống chứ không phải là mục đích cuối cùng của con người. Câu nói này muốn răn dạy chúng ta không nên quá chạy theo tiền bạc mà quên đi nhiều thứ quan trọng hơn, thiêng liêng hơn trong đời sống. Ví dụ, mạng sống của con người, như tình yêu thương, chia sẻ giữa con người với con người. Các em ạ, các phương châm hội thoại là một nội dung quan trọng trong chương trình ngữ văn lớp 9. Những kiến thức này được thể hiện trong các bài tập, bài kiểm tra và bài thi qua dạng bài tập ngắn. Để củng cố những nội dung vừa học, cô xin mời các em cùng làm các bài tập sau đây. Bài tập 1. Nối các thành ngữ, tục ngữ ở cột A với các phương châm hội thoại liên quan ở cột B sao cho thích hợp. Cột A. A. Đánh trống làng. B. Ăn đơm nói đặt. C. Ăn bớt bát nói bớt lời. D. Hoa thơm ai nỡ bỏ rơi, người khôn ai nỡ nặng lời với ai. E. Nói ra đầu ra đũa. Cột B. Phương châm về chất. 2. Phương châm lịch sự. 3. Phương châm về lượng. 4. Phương châm quan hệ. 5. Phương châm cách thức. Để làm được bài tập này, các em cần phải chú ý. Các thành ngữ, tục ngữ được nói tới trong cột A đã đề cập đến các cách giao tiếp và các tình huống giao tiếp có tuân thủ hay không tuân thủ phương châm hội thoại ở cột B. Sau đây, xin mời các em cùng làm bài tập. A. Đánh trống làng. Đây là cách nói làng tránh đi những cái vấn đề đang đề cập trong cuộc giao tiếp, không nói đúng vào đề tài giao tiếp. Cách nói như vậy là vi phạm về phương châm quan hệ. B. Nói đơm, nói đặt. Đây là cách nói bịa đặt, vu khống, nói những điều không đúng về người khác. Cách nói như vậy là vi phạm về phương châm, về chất. C. Ăn bớt bát, nói bớt lời. Câu tục ngữ này có thể được hiểu, nói nhiều nhưng thông tin không có là bao nhiêu. Theo cách hiểu như vậy thì đã vi phạm về phương châm về lượng. Tuy nhiên, ở trong một số trường hợp khác, chúng ta có thể hiểu đây là lời khuyên mọi người cần phải nói ngắn gọn, rõ ràng. Nếu hiểu như vậy thì cách nói này đã tuân thủ phương châm về cách thức. D. Hoa thơm ai nỡ bỏ rơi, người khôn ai nỡ nặng lời đến ai. Qua câu tục ngữ này, tác giả dân gian muốn nhắc nhở chúng ta cần không nói những lời lẽ tế nhị, tôn trọng người khác, không nên nói những lời nói thô tục, xúc phạm đến người khác. Nói như vậy có nghĩa là đã tuân thủ phương châm lịch sự. E. Nói ra đầu ra đũa, có nghĩa là cách nói có đầu và có đuôi, nói rõ ràng, rành mạch, đó chính là phương châm, cách thức. Tiếp theo, cô xin mời các em cùng làm các bài tập số 2. Bài tập 2, chọn những từ ngữ, thành ngữ và phương châm hội thoại điền vào chỗ trống trong những câu sau, sao cho thích hợp. Các từ ngữ và thành ngữ cần điền như sau: nửa úp, nửa mở, nói hớt, nói có sách, mách có chứng, nói móc, nói nhăng, nói cuội. Câu A. Nói có căn cứ chắc chắn là gì? Liên quan đến phương châm hội thoại nào? Câu B. Nói trước lời mà người khác chưa kịp nói là gì? Liên quan đến phương châm hội thoại nào? Câu C. Nói mập mờ, ỡm ờ, không nói ra hết ý là gì? Liên quan đến phương châm hội thoại nào? Câu D. Nói nhảm nhí, vu vơ là gì? Liên quan đến phương châm hội thoại nào? Để làm được bài tập này, các em cần phải nắm chắc các phương châm hội thoại và cần phải chú ý lựa chọn những từ ngữ, thành ngữ đã cho trong bài cùng những phương châm hội thoại các em đã học để làm. Sau đây, xin mời các em cùng làm bài tập. Trong trường hợp A, nói có căn cứ chắc chắn là nói có sách,
mách có chứng. Đó là tuân thủ phương châm về chất. Trường hợp B, nói trước lời mà người khác chưa kịp nói là nói hớt. Cách nói này đã vi phạm phương châm lịch sự. Trường hợp C, nói mập mờ, không nói ra hết ý là nói nửa úp, nửa mở. Cách nói này đã vi phạm phương châm cách thức. D, nói nhảm nhí vu vơ là nói nhăng, nói cuội, nói không đúng sự thật. Cách nói này đã vi phạm phương châm về chất. Tiếp theo, xin mời các em cùng làm bài tập số 3. Bài tập số 3. A. Hai phép tu từ nói giảm, nói tránh và nói quá liên quan đến phương châm hội thoại nào? Lấy ví dụ về hai phép tu từ đó và cho biết việc sử dụng chúng có tác dụng gì. Sau đây, cô mời các em cùng làm bài tập. Trong câu A, hai phép tu từ nói giảm, nói tránh và nói quá đã liên quan đến phương châm về chất. Câu B, ví dụ phép tu từ nói giảm, nói tránh. Bác đã đi rồi, sao bác ơi, mùa thu đang đẹp, nắng xanh trời. Hai câu thơ được trích trong bài thơ Bác ơi của nhà thơ Tố Hữu. Ở trong câu thơ thứ nhất, bác đã đi rồi, sao bác ơi, tác giả đã sử dụng phép tu từ nói giảm, nói tránh. Từ đi được thay thế cho từ chết. Việc thay thế từ ngữ như vậy có tác dụng làm giảm bớt sự đau buồn, tiếc thương của tác giả, của nhân dân Việt Nam, của nhân loại đối với sự ra đi của Bác Hồ. Ví dụ, về phép tu từ nói quá, trong bài ca dao, cày đồng đang buổi ban trưa, mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày. Ai ơi bưng bát cơm đầy, dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần. Ca dao Việt Nam. Ở trong bài ca dao này, câu mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày, tác giả dân gian đã sử dụng phép tu từ nói quá. Hình ảnh mồ hôi của người lao động rơi xuống ruộng cày rất nhiều như mưa. Việc sử dụng phép tu từ nói quá nhằm nhấn mạnh nỗi vất vả cực nhọc của người nông dân. Qua bài ca dao, tác giả dân gian muốn nhắc nhở tới mỗi người cần phải biết trân quý hạt gạo, cái thành quả lao động cực nhọc của những con người lao động và trân quý những con người lao động. Do điều kiện thời lượng không cho phép, nên các em ở nhà hãy làm các bài tập tự luyện sau đây. Bài tập 4. Theo câu nói, sách vở chỉ là sách vở, có vi phạm phương châm hội thoại không? Giải thích nghĩa của câu nói trên theo ý hiểu của em. Để làm được bài tập này thì chúng ta cần phải nhớ đến những kiến thức về mối quan hệ giữa phương châm hội thoại và tình huống giao tiếp như đã phân tích trong bài tìm hiểu. Chúng ta thấy câu nói sách vở chỉ là sách vở, nếu hiểu theo nghĩa hiển ngôn thì không tuân thủ phương châm hội thoại, nhưng nếu hiểu theo cách hiểu hàm ý thì đã tuân thủ phương châm hội thoại. Sau khi xem xét câu nói đó có vi phạm phương châm hội thoại hay không, chúng ta cần giải nghĩa của câu nói theo ý hiểu của mình để rút ra bài học trong cuộc sống, đó là về giá trị của sách vở. Bài tập số 5. Trong các tình huống sau, người nói có cần tuân thủ phương châm hội thoại không? Vì sao? A. Người chiến sĩ không may sa vào tay giặc, có khai báo hết sự thật về đơn vị mình không? B. Khi nhận xét về hình thức hoặc tuổi tác của người đối thoại. C. Khi đánh giá về học lực hoặc năng khiếu của bạn bè. Để làm bài tập này, chúng ta cũng cần lưu ý đến những kiến thức về mối quan hệ giữa các phương châm hội thoại và tình huống giao tiếp. Có thể trong những tình huống giao tiếp không tuân thủ phương châm hội thoại để ưu tiên cho một phương châm hội thoại khác hoặc để đáp ứng một yêu cầu khác trong đời sống. Bài tập số 6. Đọc văn bản và trả lời câu hỏi. Câu chuyện nói gở. Có một anh nói câu nào gở câu ấy. Một hôm đi ăn đám mừng nhà mới, anh ta đấm cửa thùm thùm nói:
Trong nhà chết cả rồi hay sao mà không thấy ai ra mở cửa? Chủ nhà bước ra. Tôi làm cái nhà này hơn 600 đồng, chưa kịp ăn mừng, sao anh nói gở vậy? Anh ta đáp, bác nói sao, nhà này chỉ đáng 300 đồng thôi, nói gì mà đắt thế? Chủ nhà nổi giận mắng, tôi có bán nhà đâu mà anh mặc cả, chê đắt, chê rẻ. Anh ta nói, bác bán đi cho xong, để lâu mối ăn, sập xuống, chết cả bây giờ. Chủ nhà giận quá, vừa chửi vừa đuổi đi. Câu chuyện được trích trong kho tàng truyện Tiếu Lâm Việt Nam của nhà xuất bản Văn Học. Yêu cầu của bài tập này là các em cần phải xem trong câu chuyện nhân vật anh nói gở đã vi phạm phương châm hội thoại nào, qua câu chuyện rút ra bài học gì trong giao tiếp. Để làm bài tập này, các em cần phải nắm chắc các phương châm hội thoại và qua việc xem xét anh nói gở đã vi phạm phương châm hội thoại nào, chúng ta sẽ rút ra được một bài học trong giao tiếp, đó là gì? Có nên nói như thế hay không? Hay phải nói theo cách khác? Các em thân mến, qua bài học các phương châm hội thoại, cô mong rằng sẽ đem đến những kiến thức bổ ích cho các em trong học tập và trong đời sống. Đặc biệt, trong xã hội hiện tại, khi mà công nghệ thông tin đang phát triển mạnh như vũ bão, mọi người gần như quan tâm đến điện thoại, TV, đến mạng Internet nhiều hơn mà ít giao tiếp với nhau, thì việc luyện tập để thực hiện các phương châm hội thoại trong giao tiếp không chỉ góp phần giúp cho giao tiếp được thành công, mà còn có ý nghĩa vô cùng quan trọng giúp chúng ta trau dồi tiếng Việt và góp phần phát triển, giữ vững sự trong sáng của tiếng Việt, khiến cho các em thấy yêu ngôn ngữ văn hơn, yêu tiếng Việt hơn. Chúc các em thành công. Cô xin chào các em.